Mình mong mọi người xem hết video để ủng hộ mình. Nếu các bạn thấy hay hãy để lại cho mình một like và một sub nhé. Có ý tưởng gì thì comment phía dưới. Hôm nay mình tổng hợp các cách tăng FPS khi chơi Free Fire nha. Các bạn chịu khó bỏ thời gian ra đọc mấy cái này để biết cách tối ưu máy tính. Ok. Này nữa. Bây giờ anh em vào phần Windows Update để cập nhật các bản update mới nhất nhá. Ở đây thì mình chỉ có một cái thôi. Phần này anh em có thể bỏ qua nếu không có cặc của Nvidia. Chỗ này thì anh em chọn đúng thông số của cặc rồi tải về. Anh em win nào thì chọn win đó. Search. Download. Download. Anh em làm theo mình. Kéo xuống tìm phần tem. Control A rồi xóa hết. Thoát ra tìm thư mục Software Distribution. Chọn Download rồi xóa hết các thư mục trong đó. Windows R chọn phần trăm tem phần trăm. Control A rồi xóa hết. Cái nào không xóa được thì anh em chọn cancel nha. Windows error chọn reset. Control A rồi xóa hết. Windows error chọn preset. Mà mình khuyên anh em thư mục preset lâu lâu hẳn xóa một lần. Bây giờ thì kích chuột phải vào ổ C chọn property. Chọn disk cleanup. Clean up system file. Tích tất cả. Nếu trong trường hợp thư mục download có dữ liệu thì các bạn copy ra chỗ khác hoặc xóa luôn nếu không có gì. Vậy là xong bước này. Làm theo mình tiếp nhé. Tiếp theo anh em bây giờ vào phần setting. Chọn theo mình. Tích hết rồi xóa, có bạn nếu trong mục download có dữ liệu quan trọng thì không tích vào nhé. Tiếp tục bây giờ anh em vào trình duyệt gõ theo mình. Chọn cái này nha, link mình để dưới mô tả. Tìm cái này chọn download 2. Bây giờ chọn phần Blue Tag. Blue Tag 4 Android x86. Anh em tìm cho mình bản 4.240.30.1002.
ở đây mình khuyên anh em chọn bản X64, không nên chọn bản X86. Nếu anh em không muốn thì cứ chọn bản X86, có chuyện gì mình không chịu trách nhiệm. Tải xong file Blue Tag anh em sẽ được như này, còn file nén BS Tweaker thì anh em giải nén ra nha. Anh em mở file đã giải nén ra rồi, làm theo mình tiếp. Chọn cái này. Bây giờ anh em qua phần root. Chọn unlock. Đợi cái này đến 100%. Vậy là được nha. Anh em chuyển qua phần main lại. Start BS. Nếu máy anh em hiện bản như này thì cứ bấm tiếp tục bằng mọi cách nha. Anh em chỉnh qua lại phần root. Chọn path. Bây giờ chọn install SuperSU. Anh em đợi chút để nó tải về. Anh em vào SuperSU rồi làm theo mình nha. Chọn expert. Tiếp tục. Bình thường. Anh em đợi chút nó chạy xong sẽ có bản khởi động lại. Thì anh em tắt Blue Tag rồi khởi động lại nha. Chọn Update SU. Đợi chút nó tắt Blue Tag rồi anh em bật lại nha. Bật lại nha. Bật SuperSU lên. Expert. Không, cảm ơn. Qua phần cài đặt, setting theo mình. Ok, bây giờ tắt nó, vào CH Play cài ứng dụng Root Checker về nha. Vào ứng dụng. Đồng ý. Làm theo mình tiếp. Kiểm tra root. Nếu nó hiện màu xanh như này là được rồi nha. Bây giờ anh em có thể gỡ cài đặt ứng dụng. Còn đây là setting Blue Tag của mình nha. Bây giờ mình hướng dẫn anh em chỉnh setting cho phù hợp với máy nha. Anh em làm theo mình. Màn hình của mình là HD nên trong Blue Tag mình chỉ để như này thôi. Nếu màn hình các bạn cũng HD thì chỉnh giống mình hoặc thấp hơn nếu lag. Còn nếu Full HD thì chọn cái này. DPI mình để 240 nha. Bây giờ qua dòng thứ hai rồi chỉnh theo mình. Có các Nvidia thì tích vào ô này. Chỗ hiệu năng này mình sẽ hướng dẫn anh em cách xem, ai biết rồi thì có thể tua qua. Anh em mở Task Manager lên. Chuyển qua tab Performance. Dòng co trong phần CPU. Ở đây của mình là 2 nên trong Blue Tag mình sẽ để 2. Của anh em là 4 hoặc cao hơn thì trong Blue Tag để 4. Để kiểm tra RAM thì làm theo mình tiếp. Ở đây của mình là 4 nên trong game sẽ để là 2, nếu của anh em là 8 thì để 4.
chỗ này anh em tích vào ô mở khung hình tốc độ cao, rồi kéo lên 240 để nó hỗ trợ FPS lên cao, thiết lập ABI để tự động. Phần này anh em tắt hết. Chỗ này muốn thì anh em chuyên tiếng Việt. Chỗ này anh em xem rồi chỉnh theo mình. Anh em bỏ tích dòng này nha. Ghi như mình hoặc chỉnh Rock Phone 2 cũng được. Còn đây là setting trong game của mình. Lúc đang vào thì anh em mở Task Manager lên rồi vào phần Detail làm theo mình. Ok, bây giờ làm theo mình tiếp. Sao chép địa chỉ này? Vì mình đã thêm rồi nên nó hiện ra chữ này. Bây giờ anh em chọn tất cả lên High Performance. Còn đây là phần cài đặt trong game, nếu muốn các bạn có thể dùng thử. Mình để link tải dưới phần mô tả và bình luận. Mình khuyên các bạn nên để đồ họa thường FPS cao, còn không thì để đồ họa cao, còn nếu máy yếu quá thì để đồ họa thấp. Còn đây là độ nhạy XY của mình, nếu muốn thì mình có để link tải dưới phần mô tả và bình luận. Và đây là phần rất là quan trọng, phần tinh chỉnh. Bình thường mặc định sẽ là 16.450, các bạn chỉnh lên thành 16.458 cho mình. Nếu không tin có thể thử. Làm theo mình, nó sẽ không bị gì. Apply, ok vậy là xong. Bây giờ mình sẽ sâu độ nhạy chuột của mình. Ở đây mình để 6.
các bạn đếm rồi chỉnh theo nha. Bình thường sẽ không tích ô này, nhưng mình thì tích. Chỗ này mình lên 4 nốt. Always scan this section. Đây nha. Các setting trong Nvidia Control Panel. Bạn nào không có card của Nvidia thì bỏ qua. Bình thường có máy sẽ để hàng đầu như này. Anh em chỉnh xuống phần số 3 rồi kéo về performance. Xong rồi chuyển qua phần Manic 3D setting. Đầu tiên chỗ này anh em chỉnh lên thành High Performance. Bây giờ anh em nhìn theo setting của mình rồi chỉnh nha. Chỗ này anh em chọn card Nvidia của anh em. Chỗ này chọn Preferred Maximum Performance. Còn chỗ này thì chỉnh lên High Performance. Off hai cái này. Bây giờ qua phần Program Setting. Làm theo mình. Chỉnh lên như này. Chỉnh lên như này. Apply lại. Qua phần thứ 3 này. Chỗ này anh em chọn đúng các Nvidia. Apply. Vậy là xong tất cả các cách tăng FPS để chơi game mượt. Cảm ơn anh em đã coi video đến đây. Các setting trong video mình có để link dưới mô tả và bình luận. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một sub. Nếu có ý tưởng gì thì hãy bình luận phía dưới. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.